áo lụm dép dép dày nữa cho đó liếu lo hết trơn. Quý vị nghe không, quý vị nghe mấy bà nói không, liếu lo chứ. Trời ơi nhiều quá vậy hả, dành nhiều vậy đó hả? Cỡ kìa. Rồi bà có gì không, có không, có quần áo không? Họ lấy một bao hả? Đây đó, đi ra ngoài này nhét vô nè, thấy chưa? Vô bao nè, vô bao nè, thấy chưa? Bắt gặp được rồi nè. Bắt gặp được, cảm ơn nghe, cảm ơn nghe. Trời ơi. Đó, đó, bắt gặp được rồi nè, lấy quần áo nhét vô bao nè, thấy chưa? Đó, đó, trời ơi, bên cái nhà bên cảnh kìa, thấy chưa quý vị? Bên nhà bên bển kìa đó, đem gì đó soạn ra kìa, thấy chưa? Đó, người nào người nấy lượm ra vô đó đó. Nè, có mấy đứa cháu mà nó mặc cái đồ dân tộc nè, đó, thấy không, thấy dễ thương không, đó, 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 đồng bào đây mặc cái đồ dễ thương không, đó, thấy không, rất là dễ thương, đó, em không dám quay nhiều sợ nó bị, hả, đây, cái nhà bên đây, vô giật quần áo xong rồi đem về đây, đó, thấy không, đó, đem về đây chia ra, đó, có quần áo đem về đây chia. Đó, cái quang cảnh nè, đó, có gì thấy chưa? Rất là dễ thương. Đó, quần áo của mấy em gái dân tộc nè, thấy chưa? Mấy cháu nhỏ 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 nè. Dạ chúc tất cả mọi người sức khỏe an lành. Dạ. Dạ ở Ngọc Hồi Công Tâm nha, Học Ngọt Ngọc Hồi Công Tâm. Mấy cái thôn mà sông trong núi á, mình đi vô tận trong núi á, mình phát đó. Đó, thấy chưa? Cô ơi còn nữa, đem quần áo cũ cho mấy cô này nè. Đây nè, không ăn đem qua đi. Còn này đang phát đó. Đem qua. Đến ta còn tội nghiệp ta. Đó, mỗi người bao hết trơn rồi quý vị. Đó, bao hết trơn rồi đó. Ê, không, nếu mà dư cho những người sau cho em. Cho mấy người đứng sau, cho người bọc nữa đi. Cho người ta bọc nữa. Ừ. Còn khuyến tật bên đó lại kìa. Hả? Còn khuyến tật còn đi nữa. Khuyến tật nào? Bây giờ cho người hai bịch muối đi. Khuyến tật gì? Không có khuyến tật gì? Đó, cho người ta bao phiếu đi hả? Còn bên đó khuyến tật nó ngồi ta đợi không có phiếu nữa kìa. À cái đoàn khuyến tật hả? Ừ. À cái đoàn khuyến tật vậy đem bệnh. Còn để ở đây. Còn dư thì để ở đây. Em trai. Ủa cái này của ai? Của đoàn khuyến tật hả? Đúng. Ủa sao ai nói của đoàn khuyến tật là sao? Cả. Một đoàn này à. Ông nói đoàn khuyến tật nào nói cho ông chủ tịch xã ông biết coi, ông nói không có ai chứ. Đoàn khuyến tật nào? Em chơi vòng vòng đây chẳng hạn như thế này là mấy người bà già cổng lại nè. Nói chung đại khái em thấy người nào khuyến tật là tự em cho thôi, em tình nguyện tự em cho mình nên em. Không phải, nhưng mà cái có mấy người còn phiếu thì sao? Hả? Mấy người có phiếu thì sao? Không có thì mấy em cứ cho hết mấy người có phiếu đi. Cho anh sao đủ phiếu thôi chứ anh chưa chưa cho thêm một người hai bịch rồi thiếu. À thì đó, đây nè, tới nhận phiếu sau nè, từ từ. Cứ cho những người nhận phiếu như anh cho người hai bịch là thiếu phiếu sao? Anh phải cho đủ những người. Rồi, hiểu. Dạ, em mới lấy em nhận riêng. Rồi, hiểu. Còn thiếu nữa thì em bị trùng hỏi tiền nhận. Rồi, hiểu rồi. Cho cái cụ kia một phần. Dạ. Không, bây giờ để cho đủ. Để đủ phiếu hết đi. Rồi xong hết rồi nghe quý vị, em ngưng like nha, biết em hết rồi. Dạ. Phát quà bữa sáng hôm nay xong hết rồi, nữa tiếp tục nha. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ em đi vô trong sau em sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp tục nha. Dạ rồi. À.
xin cảm ơn những follow của mọi người ạ. Dạ, những follow em nha. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Dạ.